Chào các bạn ạ. Hiện bây giờ ở thành phố Đà Nẵng tầm tầm khoảng 7 giờ 15 các bạn. Ngày hôm nay nắng ráo khá là đẹp. Giờ này đường phố đã nhộn nhịp trở lại rồi. Để vừa đi có câu chuyện gì cập nhật gửi đến với các bạn ạ. Thị trường chứng khoán Việt Nam của chúng ta hơn một tuần nay tăng điểm khá là đẹp các bạn. Đã vào trend xu hướng tăng trở lại rồi. Các bạn có tham gia thị trường chứng khoán thì tham gia từ thời điểm này, tầm khoảng cuối năm gì đó thì quan sát diễn biến thị trường. Nếu tốt thì tiếp tục tham gia, còn không thì tạm thời rút ra, nghỉ ngơi thời gian rồi tính tiếp. Đó, bà con của chúng ta bị kẹt tiền ở chứng khoán cũng rất là nhiều các bạn ạ. Kẹt nhiều lắm. Ngày hôm qua mình đọc một cái quỹ rất là lớn, một cái quỹ của Phần Lan các bạn ạ, gọi là tay to cá mập mà cũng dữ lắm. Thông tin là từ đầu năm tới giờ quỹ này đầu tư hiệu suất cũng rất là thấp, khoảng 12,5% của lợi nhuận thôi. Tháng vừa rồi tính ra lợi nhuận không tốt. Nhưng mà các bạn đừng có coi thường những tay to cá mập à, tiền ảnh nhiều lắm. Anh cần làm giá cổ phiếu nào là anh chỉ cần anh gom đánh cố là anh lên lên bà con nhào vào phát là anh xả anh cố là bà con cháy hết. Đừng có coi thường các quỹ. Trong những chu kỳ trước á, phần đa các quỹ các tổ chức tay to lớn người ta bán trên vùng giá cao hết, còn các nhà đầu tư cá nhân của chúng ta đu trên vùng giá cao lỗ lỗ nặng nề, cho nên là sinh ra cạc tiền. Cạc tiền thì phải bóp chi tiêu lại kiểu như vậy đó. Thông tin với các bạn một cái tin mừng nữa là lễ ngày 2 tháng 9 vừa rồi có những thông tin về kết quả bà con đi du lịch. Năm đi du lịch rất là đông các bạn, các bãi biển các nơi du lịch lượng khách khá là đông, rất là tốt. Được rồi, mình nghe thông tin nữa là có bắp bo Việt Nam của chúng ta cũng giảm đi thủ tục rất là nhiều rồi, cho nên sắp đến đây khách du lịch quốc tế sẽ quay trở lại thị trường Việt Nam. Mình phê duyệt thời gian rút ngắn và những cái quy định nó cởi mở hơn, không có làm thủ tục nhiều nữa. Trong thời điểm khó khăn này là chúng ta cần phải nới lỏng một số thủ tục để khách du lịch người ta đến. Và mình nghe một cái thông tin nữa là hãng Oppo là họ đã di dời 11 nhà máy từ Trung Quốc sang Việt Nam. Một số cái đã hoàn thiện đưa vào vận hành, còn một số cái thì vẫn tiếp tục đang xây dựng. Ở Việt Nam cần phải thu hút những cái tập đoàn lớn như vậy các bạn. Các bạn biết là hiện bây giờ Samsung á, nhà máy Samsung ở Việt Nam của chúng ta sản xuất điện thoại Samsung rất là lớn, chiếm đến 60% toàn cầu. Sắp đến đây mà chúng ta thu hút được những cái hãng sản xuất máy tính này, rồi cái hãng gì của Đài Loan các bạn ạ, cái hãng sản xuất chip á, cái hãng đó mà về Việt Nam nữa, nói bạn là Việt Nam của chúng ta trở thành thủ phủ sản xuất gia công đồ điện tử. Đông Nam Á thì có 11 nước các bạn biết rồi đó, Thái Lan, Mã Lai, Indo cũng rất là mạnh, cho nên Việt Nam của chúng ta phải cạnh tranh về cơ chế chính sách này, cạnh tranh về thuế này, cạnh tranh về nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực con người này.
Việt Nam mình có rất nhiều lợi thế các bạn. Đó là dân số của chúng ta rất là đông. Ở Đông Nam Á này mình chỉ thua anh Indonesia thôi, chứ còn về dân số là chúng ta đứng thứ hai ở Đông Nam Á. Và cũng nằm top đầu những nước đông dân nhất trên thế giới. Cho nên cái lực cầu của chúng ta nó rất là mạnh. Mình thông tin thêm với các bạn về đầu tư công của chúng ta. Đầu tư công đợt vừa rồi chỉ đạo cũng rất là quyết liệt đó. Tuy nó hơi chậm tí nhưng mà những tháng cuối năm này tốc độ giải ngân sẽ nhanh hơn. Đồng thời cũng triển khai thêm một số dự án nữa, đặc biệt là những con đường cao tốc, những cái cầu mà bắc ngang qua những con sông lớn đó. Ví dụ như mới đây mình đọc có tin là một cái cầu ở Sóc Trăng các bạn này, cầu Đại Ngãi mới khởi công. Cái cầu này bắc qua con sông rất là rộng. Cái cầu nào mà được hoàn thành thì sẽ giúp cho đồng bằng sông Cửu Long á phát triển lên rất là mạnh. Đồng bằng sông Cửu Long cần phải xây dựng thêm nhiều con đường của tốc và nhiều cái cầu nữa để kết nối tất cả những vùng miền. Ở miền Nam, ở đồng bằng sông Cửu Long là một cái vựa lúa của đất nước. Tiềm năng ở đó còn rất là nhiều, nhưng mà lâu nay chưa khai thác hết là do cái vùng sông nước các bạn. Di chuyển nó khó khăn lắm. Di chuyển đường thủy thì những con kênh rạch nhỏ thì nó không thể phát triển mạnh được, phải có những cây cầu. Sắp đến đây sẽ đầu tư rất là mạnh. Giải ngân vốn đầu tư công của chúng ta là nó nằm trong chiến lược tổng thể các bạn, từ nay đến năm 2030. Là năm nay có khả năng chậm nhưng mà với sự vào cuộc quyết liệt của chính phủ và thủ tướng chính phủ, rồi chúng ta tháo gỡ dần dần những cái quy định lâu nay nó ách tắc các bạn này, thì nó sẽ có hiệu ứng từ năm 2024 25 trở lại này. Đó. Năm nay có khả năng giải ngân nó chưa đạt yêu cầu nhưng mà 24 25 và những năm về sau nó sẽ giải ngân tốt hơn. Tại vì những quy định trước đây nó không phù hợp chúng ta gỡ đi á, thì nó sẽ bắt đầu có hiệu lực và nó có hiệu ứng những năm phía sau này. Đầu tư công của chúng ta mà tăng trưởng tốt nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến công ăn việc làm và thu nhập của những người lao động, đặc biệt là những doanh nghiệp mà liên quan đến ngành xây dựng. Rồi một cái thông tin mà tin mừng nữa đó là cái PMI các bạn nè. Những nhà quản trị mua hàng tháng 8 vừa rồi nó đã trên 50 điểm. Nếu như tháng 9, tháng 10 nào mà chúng ta trên 50 điểm nữa là kinh tế quý tư của chúng ta rất là tốt và nó có sự ảnh hưởng đến quý 1 năm 2024 nữa. Còn về tình hình lãi suất ngân hàng thì sáng nay mình đọc có tin là những người vay mua bất động sản đã qua trở lại rồi. Nhưng mà chủ yếu là những người vay để mua nhà ở, chứ còn vay đầu tư thì cũng khá là ít. Tại vì hiện bây giờ nó có một cái chuyện nữa là cái niềm tin của nhà đầu tư họ cũng chưa có quay trở lại. Và cái thu nhập của họ nó cũng chưa có ổn định. Kinh tế mới hồi phục mà. Khi nào kinh tế của chúng ta tăng trưởng tốt, mọi thứ nó ổn định, thu nhập mà tương đối ổn định thì người dân mới quay trở lại mua bất động sản để đầu tư. Thời gian vừa qua chủ yếu là những người có nhu cầu ở thực á, thì họ mua những căn hộ. Sản phẩm căn hộ là được mua nhiều nhất. Chứ còn đất nền hay là những cái sản phẩm biệt thự thì tiêu thụ cũng khá là ít. Và một cái tín hiệu nữa là theo một thống kê của một số website liên quan đến bất động sản á, thì cái nhu cầu tìm kiếm bất động sản đã tăng trở lại. Tháng 7 tăng, tháng 8 này đợt vừa rồi cũng tăng trở lại. Mức độ quan tâm tăng thì xác suất mua xảy ra nó sẽ tăng theo. Mọi thứ nó đang dần dần qua trở lại.
Nói một số tập đoàn đều vừa rồi cũng mở bán dự án. Tuy nhiên cái lực cào vào cũng còn rất là yếu. Những chung cư nào mà đã xây dựng cơ bản hoàn thành thì bán rất là tốt. Còn những chung cư mà xây nền móng mở bán nhưng mà mình thấy cũng bán ít lắm. Tại vì người dân bây giờ họ cũng rất là ngại các bạn. Bây giờ đóng tiền theo tiến độ, vay tiền ngân hàng, đóng cho máy ảnh nhưng mà tình hình thi công bây giờ thì nó lại lặp lại bài toán cũ của những người trước đây đã đi đầu tư rồi đó. Đứng bánh là coi như là khách hàng và các nhà đầu tư đứng hình luôn. Bán lại bán không trôi. Thay máy ảnh thì thay không nổi. Sắp đến đây nhà nước ban hành có quy định nữa là những dự án mà hình thành trong tương lai các bạn nè. Nhà nước sẽ hạn chế có tiền đặt cọc và số lần huy động vốn đó. Chứ còn lâu nay có một cái tình trạng mình nói với các bạn nó rất là buồn cười các bạn. Nhà thì cũng nằm ở đâu đâu, mà đưa ra những chính sách ví dụ như là đặt cọc 10%, rồi đặt cọc 95% là được chủ đầu tư nó giảm 10-15%. Nhiều người cứ đóng 95% để được hưởng chiết khấu cao các bạn ạ. Tự nhiên là tiền của mình đưa hết cho anh đó, còn nhà cửa đất đai nó nằm ở đâu đâu không thấy luôn. Vô lý không? Đóng cho anh chủ đầu tư mấy tỷ bạc rồi anh đây muốn làm gì mình không biết nè. Mình nhìn ra nhà cửa của mình chỉ là một khu đất trống. Mám thì lúc đào cái đoạn mà ảnh mở bán thì ảnh cũng đưa xe pháo tới ảnh cào ảnh múc ảnh bán nổi ảnh làm hoành tráng lắm, nhưng mà tầm tầm khoảng vài tháng sau khi ảnh bán xong rồi xe pháo ảnh rút đi trời. Đó, bà con của chúng ta bị hố hàng hết, đóng 95% chỉ nhìn là một khu đất trống, thấy có đau không nè. Ngày hôm qua báo chí đã tổng hợp và đăng tin một số ngân hàng đã hạ lãi suất và cho vay trở lại đầu tư mua bất động sản rồi đó bạn. Một số ngân hàng có chính sách ưu đãi rất là tốt. Một năm đào hoặc là 2 năm đào á, lãi suất ưu đãi khoảng 8% đến 8,5%. Từ năm thứ ba thứ tư trở về sau á, thì sẽ thả nổi theo thị trường. Thả nổi thì chúng ta hiểu là lãi suất tiền gửi cộng với từ 3,5 đến 4% nữa đó. Nếu như thả nổi thì tính ra lãi suất cũng trên 10% đó các bạn. Nó lãi suất như vậy thì nó phù hợp với những người có điều kiện, có dòng tiền tốt thì mới theo được. Còn không thì thị trường nó phải có sóng. Nói vậy thôi chứ trả mười mấy phần trăm kéo dài năm này qua năm kia cũng trả đuối đó các bạn, chứ không hề đơn giản nào. Nếu như chúng ta không có dòng tiền tốt, có sự cố gì nó ập đến là làm gì một tháng chúng ta ra mấy mươi triệu để trả nợ ngân hàng. Đó là mình vay số tiền nhỏ, chứ còn số tiền lớn thì trả nhiều hơn nữa. Cho nên vay ngân hàng thì chỉ áp dụng trong cái thời kỳ thị trường có sóng. Thị trường có sóng có nghĩa là bất động sản nó có thanh khoản, cần là ngày mai ta bán luôn lợi ích được không cần thiết, bán trả nợ ngân hàng rất là nhanh rất là gọn. Còn thời điểm thị trường nó vẫn chưa có sóng, mới hồi phục gọi là nhẹ nhẹ ở dưới vùng đáy này thôi, thì nó chưa phải là cái thời điểm để vay đầu tư bất động sản. Chúng ta mua ở vì cái nhu cầu thiết thực là nó hợp lý, chứ còn mua đầu tư bằng tiền vay thì cũng phải hết sức cân nhắc. Rồi Nga đi đi làm,
tranh thủ qua gửi đến với các bạn một số hình ảnh, có một vài câu chuyện cập nhật gửi đến với các bạn như vậy thôi. Bạn chào các bạn ạ. À.